Xin gửi một lời chào mắt làm thợ đi bẫy chim đêm trên toàn quốc nhé. Này bên em lại tiếp tục về một cái lô hàng loa đài, âm ly, loa toa, loa phóng, loa kèn và những cái mẫu âm ly như các bạn trên màn hình nhé. Chuyên cung cấp vào những cái phụ kiện đi bẫy chim đêm hay là ban ngày, quần áo ngụy trang hay là đồ đi rừng bên em đều có cả nhé. Có nhu cầu mua hàng lại trực tiếp em số điện thoại mắt của mình video nhé. Bên em nhận ship hàng toàn quốc, gửi hàng qua hình bưu điện, nhận hàng có sẽ quyền được kiểm tra hàng, hãy đúng hàng, đúng sản phẩm. Các bạn tính tiền giúp em nhé. Bên em có rất nhiều cái mẫu âm ly, từ cái mẫu âm ly 263 này, đấy, âm ly 263 BT, 263 B, son 288, đấy, mẫu đồng cối đá và những cái mẫu loa bát nhôm nhá. Bát nhôm thì bên em sẽ có loại bát nhôm 5W như này, 350.000 một cặp nhá. Và bát nhôm 12,5W như thế này nhá, 12,5W. Đấy, và đây là loa Việt Nam, loa màu trắng bằng nhựa như này. Đấy, và đây là loa Indo. Indo bên em sẽ có loa 10W, 15W, 30W và 51W nhá. Đấy, Indo thì là hàng nhôm nên là nó cũng sẽ cực kỳ là chất lượng nhá. Đấy, và tiếp theo là những mẫu loa check kèn. Check kèn thì bên em sẽ có check của kèn của 5W và 8W. Check kèn 5W như này thì một đôi này sẽ có giá là 350, bao gồm một củ như này và một cái phễu như này nhé, kèm theo cho bác giá là 350 một đôi. Đấy, và đây là cái mẫu check của hàng HP 6000 nhá. Mẫu này thì sẽ có giá lẻ là 300 một chiếc không nhá. Đấy, 300 một chiếc HP 6000, mẫu này là mẫu của hàng 8W không nhá. Ngoài này sẽ chống nước cho các bác này, tiếng âm thanh này quá cực kỳ ok, cầm cực kỳ là ok nhé, cầm cực kỳ chắc tay. Và cái này có thể tháo ra được các nhá, tháo ra được các bác nào ví dụ mà chẳng may mà hỏng nhá, hỏng cái củ này thì bên em cũng sẽ có bán củ lẻ cho bác. Bác nào muốn mua phễu riêng bên em cũng sẽ có bán phễu riêng, tất cả này nói chung là cái gì cũng bán riêng hết các bác nhá. Các bác cứ gọi bên em, gọi là có cần là có hết nhá. Đây, mẫu này là mẫu mới 2024 HP 6000. HP 6000 này được, nó đang dạng loa check nhá, chưa gọi là check cổ dài các nhá, gọi là check cổ dài các bạn. Đấy, HP 6000 các nhá. Công suất của nó sẽ là bao nhiêu đấy ạ? Công suất nó sẽ là 102 này. Hàng này là hàng của Malaysia nhá, hàng này hàng 8W nhá. Hàng này hàng 8W. HP 6000 giá sẽ là 300.000 một chiếc. Công nhất các bác muốn mua lẻ các bác bảo em, các bác mua cả đôi các bác bảo em nhá. Âm ly bên em sẽ có mẫu âm ly son 288, đây là mẫu âm ly 263. Đấy, mẫu này thì khi bác mua hàng thì bên em sẽ tặng kèm cho bác là áo thẻ và dây nguồn nhé. Đấy, khi bác mua hàng thì bên em sẽ tặng kèm áo thẻ và dây nguồn với mẫu âm ly 263. Và mỗi mẫu âm ly 263 BT hoặc 263 này thì dùng cổng thẻ nhỏ trực tiếp. Nhưng khi bác mua hàng bên em sẽ tặng cho bác dây nguồn, áo thẻ không cần, tại vì là dùng cổng thẻ nhỏ các nhé. Và đã mẫu son 288 này cũng vậy này, son 288 thì bên em cũng sẽ tặng cho bác kèm thêm áo thẻ và dây nguồn. Mẫu 288 này nó là đồng cối đá này, mẫu này chỉ dùng điện bình không dùng điện lưới được không nhé. Và mẫu màu xanh này dùng cả điện lưới cả điện bình được. Đấy, mẫu âm ly 263 sẽ có lá giá là 400.000 đồng trên một chiếc nhé. Và mẫu son 288 này sẽ có giá là 500.000 một chiếc. Đấy, các bác côn thay thế của côn loa check này, đấy, bên em cũng sẽ có luôn cho các bác nhé. Đấy, và các bác nào muốn mua những cái mẫu loa toa từ cái bằng 10W trả ra 10W nhá. Đấy, sợ sẽ là 650.000 một chiếc. Các bác khi các bác mua combo kèm để phụ kiện kèm bên em có cả lưới luôn nhá. Lưới sẽ là 350 một tay 50m. Đấy, lưới tổng hợp hay lưới đánh 4/8 nhá, đầy đủ cho các bác luôn nhá. Các bác nào mà đang quan tâm sản phẩm loa lưới đi bẫy chim đêm thì nhanh tay inbox cho bên em hoặc liên hệ trực tiếp bên em nhá. Số thoại trên luôn luôn ở trên góc màn hình ạ. Nhận hàng với tay bác sẽ quyền được kiểm tra hàng, đúng hàng, test thử hàng như trên video quảng cáo nhá. Các bạn nhắn tin giúp em sẽ đăng tải vào trên kênh, một lần nữa xin được chào các bác. Theo cho clip lần sau ở bên cơ sở.